Nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp chướng, dứt khoát không thể nổi dậy tâm phiền toái bồn chồn, oán trời trách người. Lời của Ấn Quang. Thế suốt thế gian tất cả pháp đều là vô lượng nhân duyên chỗ sanh ra. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta vô cùng rõ ràng. Trong Pháp Tướng Tông nói đến tứ duyên là đem vô lượng nhân duyên quy nạp thành bốn đại loại, đó là thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên và tăng thượng duyên. Bốn đại loại này vừa triển khai thì là vô lượng vô biên. Thế gian tất cả pháp chẳng có ngẫu nhiên sinh ra. Một bát nước, một chén cơm đều là tiền định. Đây là vì sao Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta phải học thuộc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Đạo lý là ở chỗ này, khiến cho chúng ta thật sự nhận biết nhân quả. Biết được nhân quả hết sức phức tạp. Trong cuộc sống ngày thường, chỗ tiếp xúc đến, thập tại mà nói, đều chẳng ngoài nhân duyên quả báo. Những việc vụn vặt này, phàm phu chẳng hiểu được chân tướng sự thật, bị một tí oan ức thì liền oán trời trách người, chẳng biết đây là tự làm tự chịu. Cái nhân tự mình đã tạo trong quá khứ, hoặc là cái nhân đời trước đã tạo, bây giờ gặp được duyên khởi hiện hành, quả báo hiện tiền, thì đương nhiên phải nhận chịu. Tạo thiện nhân thì nhận đó là thiện quả, tạo ác nhân thì nhận đó là ác báo, không thể tránh miệng được. Chúng ta trước kia tạo đó là ác nhiều thiện ít, cho nên một đời việc vừa ý thì ít, việc không vừa ý thì nhiều. Đây là trong đời quá khứ tạo ác nghiệp nhiều, đây gọi là nghiệp chướng. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại thanh tịnh tâm, chướng ngại chân như bản tánh. Làm sao đem cái nghiệp chướng này tiêu trừ? Phương pháp tốt nhất là niệm Phật. Năm đầu triều nhà Thanh, Từ Vân Quán Đảnh đại sư nói với chúng ta như vậy: nghiệp chướng nặng nhất của thế gian, chỗ có tất cả kinh pháp đều sám trừ không nổi, vẫn còn một câu A-di-đà-phật có thể đem nó tiêu trừ. Cho nên công đức niệm Phật quả là bất khả tư nghị. Có nhiều người chẳng biết, cũng có những bạn đồng tu nói rằng niệm Phật đã là hay như vậy, hiệu quả thù thắng như vậy, tôi đã niệm được nhiều năm rồi, tại sao nghiệp chướng vẫn chẳng tiêu được? Cách này chẳng những oán trời trách người, mà ngay cả Phật Bồ Tát cũng trách luôn. Đây là vì chính chúng ta niệm đó không như pháp. Thế nào là không như pháp? Điểm thứ nhất là tâm không chân thành. Điểm thứ hai là trong sự niệm Phật có xen tạp. Cổ Đức nói với chúng ta, niệm Phật tối kỵ nhất là xen tạp. Điều này hết sức quan trọng. Thật sự làm đến bằng tâm chân thành, tâm cung kính, không hoài nghi, không xen tạp, thì Phật hiệu niệm đó sẽ có sức mạnh. Chỗ gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Khi niệm được tương ứng rồi, thì nhất định có thể tiêu được nghiệp chướng. Cho nên lúc bình thường có nghiệp chướng hiện tiền, quyết định cho nên phiền toái bồn chồn, tâm phải định xuống, lắng xuống, phải nghĩ đến Phật hiệu, phải tha thiết mà niệm. Đương nhiên càng không nên oán trời trách người.
Khi oán trời trách người thì lại tạo tội nghiệp. Tội nghiệp đã nặng lắm rồi mà lại tiếp tục tạo nữa thì làm sao kham nổi? Phải đến ngày nào mới tiêu trừ hết được? Tuy một mặt đang tiêu, một mặt thì lại tạo nữa. Tạo đó sánh với tiêu còn nhiều hơn nữa. Cách này làm sao tiêu trừ được hết chứ? Cho nên sự và lý đều phải rõ ràng. Này phát thệ nguyện thiết thật, nguyện lìa ta bà khổ, nguyện được cực lạc vui. Cái nguyện bức thiết này giống như rơi vào hầm phân, phải gấp rút cầu ra khỏi, lại giống như đang ở trong lao tù tha thiết nhớ nghĩ đến quê nhà. Tự lực không thể ra khỏi, cần phải cầu bậc đại thế lực cứu giúp để được ra khỏi, lời của Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta phát nguyện cầu sanh, nguyện ấy phải khẩn thiết, phải chân thật. Cái vẻ khẩn thiết chân thật, Đại Sư ở chỗ này cử ra một ví dụ. Sự tha thiết của cái nguyện ấy giống như rơi vào hầm phân, gấp rút muốn cầu ra khỏi. Hầm phân ở Mỹ chẳng có, nếu quý vị đi du lịch đến Trung Quốc đại lục ở vùng quê vẫn còn hầm phân. Tôi qua bên ấy thấy qua, cùng 40 năm về trước không có gì khác biệt. Nếu người rơi vào hầm phân còn muốn ở trong đó chờ thêm một thời kỳ nữa sao? Không thể có được. Gấp rút để cầu ra khỏi. Đây là tỷ dụ ta bà thế giới chúng ta, đây là cái hầm phân. Chúng ta rơi vào trong đó thì khổ không tả nổi, phải gấp rút cầu ra khỏi. Dùng tỷ dụ này để nói rõ cái tướng của nguyện thiết, lại như ngồi tù thiết thà nhớ nghĩ đến quê nhà. Quý vị chưa từng ngồi tù thì cũng chẳng có cái cảm giác này. Kẻ phạm tội bị nhốt trong lao tù, tất cả tự do đều mất hết. Họ một lòng một dạ chỉ trông ngóng ngày ra khỏi ngục tù. Điều này là cũng nói rõ cái nguyện khẩn thiết chân thật, tự lực không thể ra khỏi, tất phải nhờ đến bậc có đại thế lực để bạc đề để ra khỏi. Tự mình chúng ta chẳng có đủ lực lượng, không tự nhảy ra khỏi được, nhất định phải cầu người giúp sức. Khi rơi vào hầm phân, tự mình không ra khỏi, nhất định phải nhờ người giúp lôi anh lên. Ngồi trong tù cũng phải cầu người giúp đỡ, khiến cho thời gian thọ hình được giảm khinh, được sớm ngày ra tù. Chúng ta ngày nay đang ở ta bà thế giới này, biết đây là chốn cực khổ. Tuy nhiên, chúng ta chẳng có khả năng ra khỏi. Phật giảng lý luận trong các kinh điển giảng được rất rõ ràng, Phật Pháp cũng giảng được rất tường tận, nhưng chúng ta không làm nổi. Phật Đà dạy chúng ta đoạn phiền não chúng ta không đoạn nổi, chẳng những không đoạn nổi mà ngày ngày lại còn tăng gia. Phật Đà dạy chúng ta tu giới định tuệ, giới định tuệ này cũng chẳng thể thành tựu, hằng ngày vẫn y nhiên nổi tham sân si. Giới định tuệ này tức là để đối trị tham sân si. Tham sân si là bệnh, giới định tuệ là thuốc. Giới giúp cho chúng ta đoạn tham dục, định để diệt sân giận của chúng ta, tuệ để phá cái ngu si của chúng ta. Cho nên tam học là thuốc, tam độc là bệnh, chúng ta đều biết rõ cả, nhưng không làm nổi, chẳng biết từ đâu hạ thủ. Cho dù tìm ra cách hạ thủ, y nhiên vẫn dụng công chẳng thể đắc lực, nên mới dưới tình trạng đành phải bó tay, không thể không nghe lời khuyên lần chỉ dẫn của chư Phật Như Lai. Chúng ta cứ niệm Phật cầu A Di Đà Phật thì là được. Chỉ cần đem câu Phật hiệu này niệm cho đàng hoàng thì quyết định được đới nghiệp vãng sanh.
Tuy các ông nói đối với pháp môn tịnh độ rất sanh tín tâm, nhưng còn có cái niệm ham thích việc cao xa chưa buông xuống được, mà chưa chịu tự cho mình là ngu phu ngu phụ. Lời của Ấn Quang Đại Sư về phía trước đã nói về học ngu, ngu tốt lắm, thông minh lanh lợi không tốt. Thông minh lanh lợi biểu hiện bên ngoài, thời gian chẳng dài lâu, còn người ngu hàm chứa được sâu, được lâu, được xa, được rộng, được lớn. Điều này quá thật, những người hiểu biết cạn cợt chẳng thấy nổi. Chúng ta hãy xem câu văn này, là có người hướng về tổ sư thỉnh giáo, cho nên ngài nói nhữ, nhữ tức là mi. Nhà ngươi, tuy đối với pháp môn tịnh độ cũng có lòng tin, nhưng tập khí rất nặng, ưa thích viễn vông. Tập khí này phần nhiều người đều có, nhất định phải buông xuống, thật sự phát tâm học Phật, đem thế và suốt thế gian tất cả pháp cả thảy buông xuống. Khi gặp người như khi nãy nói đó, tôi chẳng bằng người. Lời nói này là muôn ngàn lần chính xác, là thật chẳng bằng người. Hiện nay những người này, hoặc giả là tôi, có trí tuệ thông minh, tài cán, trong xã hội vượt trội hơn người, chúng nó chẳng bằng tôi. Giả như chúng ta có thể nghĩ đến những người vãng sanh kia, chúng ta có hơn được ai đâu nào? Nếu như sánh bằng họ thì chúng ta chẳng phải đã vãng sanh rồi sao? Cho nên sánh không bằng họ. Vừa thoạt nghĩ đến đây, cái tầm cống cao ngã mạn kia tự nhiên không còn nữa. Chớ nên cùng người thế gian so sánh, phải nên cùng người đã vãng sanh kia so sánh, vậy thì là đúng. Cho nên nhất định phải học hạng ngu phu ngu phụ. Họ niệm Phật quá có thể thành tựu. Nếu như ta hỏi họ tại sao được thành tựu, đó tức là cái chi cũng chẳng bằng người, thì đây thành tựu. Nếu nói cái này tôi cũng giỏi, cái kia tôi cũng giỏi, chúng chẳng bằng tôi, vậy thì đời sau vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi mà thôi. Cho nên không bằng người, cái niệm này là cùng tâm chân thành cung kính tương ứng. Tôi không bằng anh thì tôi đối với anh tự nhiên chân thành, tự nhiên cung kính. Nếu như cảm thấy tôi rất giỏi thì cái tâm ngạo mạn kia liền nổi dậy. Cho nên phải học cái chỗ chỗ không bằng người, việc việc không bằng người, thứ thứ không bằng người. Từ sáng đến tối lão thập niệm Phật thì đó là đúng.